từ nay cậu sẽ là thành viên của bệnh viện chúng tôi. Ủa là sao lại nhận luôn rồi đó? Nên là phòng em đó. Thành quá. Thưa bác sĩ, em là y tá, không phải là ma. Ma y tá? Có sợ ma không? Mọi người ơi, đừng có giỡn nha, em mới tới nha. Em tên là Thành, mọi người đừng có giỡn nha.